Này thì quá 100% rồi. Ui, nước nhiều to thế. Thế nước to này con nhỏ đấy. Cũng là cua nương. Đây đâu, gọi là cua nương, chú Vinh ạ. Ở trên nương thôi đúng không? Đây này, xem bịa của nó phun ra đây. Cắt cơn em bịa cua đi. Này thì trăm là trăm một có rồi. Chào tất cả anh em nhá. Hôm nay ngày mưa gió anh em ạ. Mưa suốt rồi này. Anh em mà đi đào cua về ăn xem nào. Cua đồi nhá, cua suối, cua khe nhá anh em ơi. Đây này. Số nó như này. Chú Vinh thấy rồi à? Không thấy lô à? Rồi. Là giỏi mà. Ngày xưa chú lào ác là cua ấy. Mất à? Mất chứ. Phải, có. Chú đến mi là vu nỉ là bác Vinh nhỏ. Thì chứ, để tù người đó cú, để nhớ người đó. À, chú Vinh đâu mà em rồi các bạn nha. Đấy. Đấy. Ôi được rồi, con này nhìn thấy là ăn được rồi. Tầm này là quá ngon rồi, đúng không? Đúng rồi. Con như phải con to đó. Nhỏ quá. Con này to rồi. Nhỏ gì, to gì, nhỏ gì. Thế là cái quả này phải không mà dít cho nó dí đấy. Quả ăn rồi đấy. Phu khẩu phu o o. Phu o phu cánh nó sộp, lao. Ra bọn Vinh ạ. Thế ra giả cho anh. Chắc có đấy, đúng rồi, chắc có đấy. Mới mà. Nó mới là hay có luôn không bác Vinh? Nhưng mà không mới không có à? To không? Mà nhỏ. Em bìm thế à? Cũng 2-3 lạng thế. Nhỉ, thế thì to lắm rồi. Phép gì? Bác Vinh chẳng tin gì. Sao phết. Nó mềm quá. Bác Bính. Ôi, bác Bính ơi, này con đây này. À được, không phải nhỏ đâu. Ai à. Cũng vừa đấy nhỉ. Mà. Em lực. Bác Bính ạ. Con này còn đực thật. Ôi giời. Lại có ăn rồi bác Bính ạ, tí rán giòn ăn. Vâng. Tập tập làm em thơm ạ. Thế thôi. Mà của cá tầm này ngon rồi. Mình ngủ cái chuột thôi. Đây. No. Đơn giản nhé. Con này có ăn quá đơn giản anh ạ. Đấy. Kia bên kia tổ nữa kìa. Đây này. Nhưng mà mình nhìn nhá. Nhìn cái tổ như thế chắc tổ bé. Con bé. Bé không ăn. Đây là con bé thôi đúng không? Ừ. Ui, con bé nhiều lắm. Cái này chắc phải này, sang năm. Ừ, thì tha nó thôi. Tầm này nhỉ. Con non. Ồ, lúa. Lúa to đấy. Đấy đúng không? Đấy. Nhưng mà nó lỗ to là cứ con to thôi.
Ờ, to đấy. Tạm. Ôi trời ơi. Đi lên từ cây lúa. Con này là ngon rồi nhỉ. Ngon rồi. Thôi anh nào thằng anh. Ui. 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 Sâu lệnh mà. Đấy, hàng lá luôn. Không có gì luôn chứ. Ủa à? Đi ra. Đi rồi. Mimi, ờ, chú có bị đọc. Có Mimi đi. À, Mimi, Mimi anh em ạ. Ôi da. Mình làm món cua canh măng chua đi. Đúng rồi. Lâu rồi không làm món đấy nhỉ. Chưa làm bao giờ. Hồi xưa thôi. Mình cua canh măng chua ấy. Ý là mình đi bắt cả ốc vàng mà nữa. Hồi xưa làm mà chú Vĩnh. Ôi dồi. Ai rồi ôi. Ok. Hai em rồi chú Vinh ạ. Ok. Anh em mình đây lầy dọ rồi chú Vinh ạ. Thôi. Ăn tạm. Ôi da. Con này lỗ rất là to và có cái dấu vết tích đào của nó rất là kinh đúng không? Khả năng hang này là con to nhất. Có khi là con chúa tể của nó ở đây các em ạ. Sợ nó đi sâu quá. Ồ, kinh đấy. Vừa quá anh em ạ. Ba con rồi đấy. Còn 7 con nữa thôi, nó cũng này cái đã. Không có cái đá nữa. Buồn canh nhưng mà sẽ tải rồi đấy. Quá ăn rồi. Con này là con chúa tể mà. Còn xuống nữa mà. Không quá. Cái này chắc phải như đào rúi ấy. Sang bên này. Đã thì sang đây xin nó. Chết. Chết là tao mới vừa đó. Đi mới à tôi xí tôi đi. À bò đéo. Ồ, thế ra. Gặp nó ra. Còn đá. Nó dưới hòn đá. Bỏ hòn đá này ra là nó chết ngay. Và còn ôi chú Vinh nó lao, ôi sâu con này đấy. To lắm. Thế chưa, con này chắc có khi phải mình phải nướng một con gà ở trong cái mai nó được ấy. Chạm tới nó rồi nhưng mà chắc không còn nữa. Thật dùng điêu không bác. Chứ bà thằng bà dính vậy này. Thật gặp nó ra chú Vinh. Chạy ra. Lối sâu thế này tưởng con to lắm. Bé tí. Ui dồi ôi. Thật. Con này phải lừa người ác. Con này chắc là con chăm chỉ. Lấy cua ở đâu ra trong đá thôi. Có cua anh em ạ. Ở đây có món nước anh em ạ, nguồn nước. Chú nhìn thấy con cuôn nó nhảy vào trong đá đi kia đấy. Này, không bé đâu. Ừ. Được rồi. Được rồi.
Ôi nặng ác, giỏ mình như bây giờ nặng ác. Căng rồi. Cua chui vào đá cơ. Có lỗ này. Không lấy được đâu, nó cua lấy được. Rồi. Chịu thôi. Uhu. Sắp lôi. Ôi mình. Ôi được đỏ ấy chú chúng ạ. Ai già nó khỏi nó ua. Bác Khánh đi đi một cái suối khác anh em ạ. Bác Khánh đi trước rồi. Đây tát phá nhỉ. Rồi đúng rồi. Sắp lôi rồi. Còn to thêm thôi bạn. Được đấy. Ô, chỗ ở của nó này nhãn nhỉ, thêm em chìa cái chỗ ở này. Đây, đây này, ngay đây này, đây này nhãn này này. Đây rồi. Ô, thêm một hố này sao ấy? Đâu? Bên đây này. Ô, khả năng đấy. Ý, thằng kia nó ấy rồi, chú xuống bạc bên kia thôi. Tí nữa lại chạy ra bên này, mình lại lấy bên này thôi mà. Có đi sâu lắm, đây mai con. Ấu, ấu. Được không, chú xuống? À. Thấy. Cái gì đấy. Ô, này mới gọi là cua, cua đồi anh em ạ. Cua, cua vàng đế. Cua hàng đế Alaska trên đồi. Trời ơi. Chú Dung có gì cho vào đây? Ây da, ba con mà cầm tay. Cho vào cái gươm nhỉ? Chơi rồi. Ai đã bỏ cái chú phải gọi măng chua, măng chua. Đúng rồi, măng chua. Phải phải gọi là cái câu thần chú của nó mới sợ. Măng chua chú Dung. Thơm một nước. Thơm thơm. Lỗ cái xem nào. Măng măng bạc mưa say. Đùa đâu. Này. Đây anh em nhá, này này, các bạn anh em nhìn thấy chưa? Cái viết nó đào ra này. Đây. Nó ra xong là lỗ nó này trong này cơ. Lo. Thấy không? Thấy không? Lo. Nhiều con dính quá. Bé, bé có lấy không chú ý? Thôi con lấy thả nó đi. Bé quá không lấy đâu. Lấy thả nó đi để cho nó sang năm ăn. Mình ăn con to đi, nhỏ mình không ăn đâu. Đi bên này rồi. Ôi da. Thấy luôn dạ. Sao quấy rồi? Ai? Ồ. Hai con à? Một thôi, một con. Ở dưới đây này, con ở dưới đây nữa mà. Lột xác. À, cái xác của nó thôi. Pú pỉa đúng không? À, con này chết. Đó là pú pỉa chú anh ạ. Ừ đúng rồi, pỉa pỉa. Tình ái lo. Cua mềm ấy. Nó mới lột xác. Lo. Pú pỉa. Hôm nay nhờ khai thác cua hơi căng anh em ạ. Con cua này anh em mình... À cái gì đấy? Con này con cua này mới lột xác nó còn mềm không? Con mềm sợ nó bị mấy con này nó ấy mà. Thôi thả nó đi. Không kể nó đi, cắn đâu, cho vào đi. Con này còn mềm, mềm nhũn ra nhá. Ui dồi, mình thích càng mềm ấy. Này thì quá 100% rồi. Ui, nước nhiều to thế. Thế nước to này con nhỏ đấy. Cua nương. Đây là, gọi là cua nương, chú Vinh ạ. Ở trên nương thôi đúng không? Đây này, xem bịa của nó khôn ra đây. Cắt cơn em bịa cua đi. Này thì 100% một con rồi. Lá thì cũng không có nhiều đúng không? Thằng sâu ác. Sâu đấy. Ui. Vào, vào, mà, vào một xài tay cơ mà. Chưa gì. Đào con này là hơi căng rồi đấy. Đây cũng một ổ to đùng đây này, khả năng lại sắp đôi này. Ừ, đào okay. Luôn đi. Ok la về đấy. Quay em. Ok la thì đấy đấy. Em ơi lâu đài cần ái nó. Nó. Bác cả này dám đi ăn mảnh nhỉ? Nó đi bên khác. Sợ nó thật đấy. Chỗ ông ấy yểm con nào to cho vào cái khác. Đúng rồi. Ông ấy thích cua lắm ấy, ông ấy còn to còn băm ra, băm ra làm cái gì nhỉ? Làm như kiểu làm nem chả ăn ấy. Sâu lắm à? Con này nó phải như cô khác gì rúi ấy. Thế là khó nhai rồi. Đâu. Phải bằng được. Này mà khó cũng phải chơi chứ. Đâu, mà ạ, gì? Cái gì đấy, cái đeo đấy. Đâu, đây không, lực lực xuống đâu. Lực hình á. Đâu con. Đâu này. Bạc của mới nên hết tốt chắc chẳng bơ. Mày xé thì lúc. Lấy hết bằng được đi. Anh em mình phải huy động 4 5 anh em có mình xuống đào. Có cần xả tà ly không? Xả tà ly xuống đi. Không cần đi. Xả đất nhiều quá. Cái cần tầm 40 phần này chắc đúng. Tại chỗ này không có đá. Nó mềm quá nó đào được. Nó đào dễ không? Đập đá là cái này. Thấy chưa? Chưa gì hết này. Lỗ nó đi. Lối đi, lối nhỏ của em nó con ạ. Chú Anh ơi.
Chú đi đâu mà về đâu? Chú đi đâu và về đâu? Chú định đi ăn mảnh nữa gì? Chú nói năng lên đi, chú im lắm rồi đấy. Sát. Vâng nhá. Hết chắc sẵn bơ. Vâng, xé vâng ạ. Thả tá ly xuống đi. Phải xả rồi cái này. Ui. Nó không đúng. Mấy mét nữa. Sợ mất quan điểm ấy. Thế hay là con rúi nước. Gặp rồi. Gặp ra. Chưa. Hôm nay nó mới đến. À, thế thì đơn giản thôi. Có con xả tá ly không? Anh em mình lao cua không phải xả tá là đào cua ở nương anh em ạ, cua nương, cua đồi. Các bạn ở mùa mưa nó mới chui lên đây thôi, nếu mà khô quá nó không ở đây đâu. Ơi. Chú tự. Vâng, em nghe đây. Em Thơm đi quần lùi à? Quần dài ướt hết, kiểu phơi ở ngoài nó mưa vào ấy. Gặp chưa, gặp chưa? Chưa gì hết chứ. Gặp là có ăn ngay. Sâu thật con này. Sâu như rúi anh em ạ. Sợ thật. Trong đời ấy, gặp con cua này. Thấy chưa? Thấy con đó chưa? Đào chỗ nương đất. Phải nương này. Chỗ ạc thế. Gặp rồi. À thế rồi. Cuối cùng cũng được. Có găng tay rồi thì ok rồi. Tưởng. Chứ tưởng tí lại con nhỏ quá thì nhục lắm nhỉ. To đấy. To à? Lôi nó ra. Ây da. Ô, to thế. Ô, con này đúng là bó công đào nhờ. Được. Vàng khe. Đâu, cầm lấy ra chú Vinh. Ờ, con này là bó công anh em ạ. Bó công đúng không? Đúng rồi. Ngoài như nào? Em tỉa hết này, lông mi, lông cánh của nó này. Đây này, à. Bịa của nó này. Tỉa lông hết đúng không? Ừ, một cục bịa đây này. Tỉa lông hết cho nó thành không có lông gì, đào cho nó xem cho nó dễ đúng không? Thì lỗ nó ra rất là rõ đúng không? Con nước đây này, phọt nước vào. À. Đáng đồng tiền bát gạo đúng không? Con đáng rồi con này, con này. Ui, ui. Ô, con này như kiểu trò chơi này. Nhẹ nhàng thế. Ôi, cũng là con bằng con Bắc Vĩnh nhưng mà nó ở nó ở nông quá. Nhàn hạ thật con này. Ôi giời, đơn giản mà lại hiệu quả đúng không? Hiệu quả, hiệu quả. Đúng, gặp đúng người, đúng thời điểm. Đây. Đây anh em ạ. Ngủ hai mắt nó này. Quang ơi. Ôi. Rồi. Rồi đấy nhỉ. Chiên em nó. Mời anh em chiên em cua. Thành quả của anh em mình đấy nhá các bạn nhá. Rồi anh em ạ. À, chẳng được gì vài con. Anh em chơi ăn giàu năm nhỉ. Ôi chết hết. Không bỏ ra. Chú anh bóp nó chết vào đây này. Chú đâm vào ngực cái này thì chẳng chết. Thế này. Chú không có cái ấy cho chúng ta vào ngực cái này mà. Giò của mình nó giò to quá. Không cơm được nổi. Với lại là đi sợ không được nhiều ấy. Chú là hay được nhiều có phải nói to cái nhiều. Bây giờ thì khó được mà. Đấy. Chơi không được đâu. Đấy anh em mình. Em hủy cho con đây. Nó ra ta khai nó thế. Chú anh căng nhỉ, gấy cái càng nó đâm vào trên đấy. Thật. Rửa sạch sẽ luôn thôi. Chú anh chơi móc khóa mà. Chỗ kia nó có bỏ ra. Móc họ. Nó phải trọng ca. Con này nhỉ, nó mới bật chạy nó. Đi. Nằm dưới cho đi chạy cái này. À, cứ nằm cho con em xuống nhỉ. Chạy sạch sẽ đó là suối tổ ở bên. Ôi. Chú năn luôn ấy. Chú anh ấy. Ồ, hả vẫn là tự phá năn. Chạy đi lên thôi. Nhà đây, nhà đây.
cho vào cái này đi. Thôi, ui, ra rồi. Ui, bên không ngờ cua này có nhiều nhỉ. Vâng. Chú Dũng đi ở đấy suốt không biết à. Chú có nương được chia nương đấy đâu. Chú không để ý cua đúng không? Mày cua của anh em mình sẽ canh với măng chua cho con nha. Canh gọi là món này món dân dã thôi. Ngày xưa anh em hay làm như thế. Đi nương đi giết ấy, hay măng chua cái giết hoặc là con cua nhỏ ấy, hay canh với măng chua ăn để nguyên con luôn. Mà Khánh đi suối kia không được mẹ. Không được, được có hai ba con thôi. Tôi bên kia không có mấy, không bên kia con mày đào lắm. Loại khác đấy, loại đấy không phải loại này đâu. Loại to hơn đỏ. Loại đỏ, loại khác. Mà lại con to hơn đấy. Suối chứ, nó tùy từng suối chứ. Suối kia nước sạch đúng không? Này nó con béo béo nó mới như thế này này. Con này vừa mới đột xác này. Chắc ăn ngon lắm đấy. Con này vừa mới đột xác. À con bò lên được. Chua của anh em mình nhau nha. Đồ mình làm hôm nay mới ăn được rồi đấy. Ngon rồi đấy. Có lấy cả nước nó vào không nhỉ? Nước nó chua lắm. Chua lắm à? Căng nhờ. Đỏ từ trên xuống dưới cả. Một bộ đỏ hết cả. Cô đi mốt mới mà. Quần ngắn đấy. Cái này chốt chất chứ. Chủ yếu để khử tanh nhưng mà nước măng chua ấy. Con cua này là tanh. Tanh lắm đấy. Chiều có việc làm rồi nắng ra cho em thương nhỉ. Rồi to thế. Ôi, có Khánh đi cẩn thận rồi hết rồi. Không có đâu. Chị đó. Cho mà, không biết sao cái này sẽ làm bố nọ mỏ hay nọ. Thế cho một nửa ra cái đấy bỏ ra. Được rồi, thế thôi, thế này rồi. Thế cho cơn chứ lại cái này sao làm to ta là bà nọ. Dạ, cười sợ chăm. Úi dồi ôi anh em ơi, đúng là cua măng chua. Trong cái bì vào là cái này phải tí, có khi mình phải thêm nước này, bởi vì măng chua này để phải đun lâu đúng không? Không phải thêm nước đâu. Cho ít phẩm màu vào nước các bạn ạ, ếch lột ra. Ngon đấy. Cái này đấy, muối vào đó. Úi, nó bò lên này, kẹp kẹp này, anh em ạ, nó bò lên ác rồi đây này. Nó nóng thì nó phải vò lên chứ, bác Vinh nhở? Bác Vinh có nhà không? Thật em thơm. Ừ, ngon kiểu nhà này. Cua mà ngon rồi đấy. Mày có cua Alaska, xem cua này thôi. À. Đấy, tỏi vào anh em ạ. Tỏi nó thơm phức phức nhờ. Mà chua này phải đun lâu một tí, không thì nó nghe. Có sức kê. Thôi mời anh em đi. Chiến này, không ngờ chú anh em bác Khánh nhường nghe được cho chú Vinh. Tại mỏ đang nhai đúng không? Giỏi lắm rồi, nhường bác Vinh chưa? Tại mỏ đang nhai, biết làm sao mời anh em nhá. Quất đùi. Giòn không? Quá giòn. Chắc sợ không giòn ấy. Dài rồi giòn. Yeah. Ngọt ác. Nước không? Sao có thể bỏ không ạ? Lớp hết đi. Cho anh đi nhỉ? Đúng. Cho anh hết nhai chưa? Em hết rồi. Bây giờ chuẩn bị nhai à? Bây giờ mồm để cung. Mời tất cả anh em nhá. Lên. Tên em cua. Vâng. Cắt con em cua. Cái này cua đây, cua gì cái gọi là cua nương, cua nương. Cái cua gì đấy? Cua hoàng đế. Hoàng đế à? Mời anh em nhá. Hoàng đế trên đồi cao. Hoàng đế cũng phải là hoàng thượng. Lát cao.
Trướng, ngon, bùi, giòn, bùi, dai, dai, sư sư, hứ. Ngọt ác, ngọt ác, ngọt ác. Sợi ác đi, sợi ác đi. Sợi tơ. Em thơm nào? Thơm tơ. Sợi to sướng nhở. Chiến đi anh em. Chiến đi. Úi dồi ôi, cho ít măng chua vào nữa. Ăn nó mới đúng là mỏ. Hứng. Ôi mời anh em nhá. Mai đi nốt nhờ. Mai đi nốt. Mai đi sang hùng bên kia đó. Hùng khác. Mời anh em chiến là em cua Araka trên đồi với anh em mình. Nhà lần này toàn cua là cua thôi. Sướng đúng không? Thôi sướng ác. Được. Chịu khó là đi lên đồi có ăn ngay nhỉ. Ok. Giòn anh em ạ. Nhưng mà bác Vinh chải này chải sạch sẽ quá kiểu nó không bị chua mà. Mất tanh nhỉ. Mất tanh đi. Chúng muốn ăn bùn nó. Ăn bùn của nó mà mùi bùn của nó ngon được. Bở ác. Mời anh em lên. Rồi, em cua đây. To chưa anh em? Alaska trên đồi. Ngon nhỉ, bác ấy cua ngon nhỉ. Lên. Nhưng mà chấm chéo này hôi đấy. Ngon này. Được 2-3 đi. Mời anh em nhá. Nóng quá, cái bò này cũng nóng à? Mình lướt hết cứng ác. Ôi dồi ôi. Mấy nghiền. Mấy nghiền hoa anh đây đã nhỉ. Ôi. Cũng là sạch sẽ thật anh ạ. Cua trên đường trên đồi của anh em mình đúng không? Nó đây để ôi mời anh em nhá. Lên cắt cơn cua cùng với anh em mình. Mình không dám tranh đâu. Thấy nóng một tí. Béo lắm, cua này béo lắm. Béo mà. Béo người nhỉ. Bác anh biết chỗ nào nhiều không? Rồi, lên đi anh em. Còn một chỗ nhiều lắm. Nhưng mà hơi xa tí. À dạ. Anh em phải chịu khó đi bộ. Rồi rồi. Okay. Được một cây số, xe rồi. Để dưới. Rồi. Thế có thế không bảo anh em nghỉ lưới. Nhưng mà hôm nay trời mưa, không lên được. Phải đi xe một đấy. Ôi dồi ôi, giờ lấy lượt mình nhá. Đúng rồi. Mùi này không mùi nó sổm nhỉ? Toàn mùi cua không ấy. Rồi, đây. Ngang như cua. Nín ra rồi, mời anh em. Vâng. Anh em mời đi ra chùa. Ngon cực. Sướng ăn nhỉ? Sướng. Trên anh em mình ăn cua là ăn hết cả chân nó anh em ạ. Hoàn toàn tuyệt hảo. Ngọt thế nhỉ? Thấy nhiều anh em ở biển ấy chân nó không ăn nhỉ? Phí tê cái chân của nó ấy. Chân to mà. Thế nó không nhặt cho anh em mình ăn nhỉ? Nó giòn thì ôi ôi. Mai anh em xuống biển tìm chân cua. Cái anh em vứt đi đúng không? Giòn rồi nó ngọt á. Thôi anh em vứt đi thì anh em ăn ấy, chân cua với cả càng cua ấy. Với cả yếm của nó, mai của nó. Xuống bác Bình rồi. Bác Bình ăn không nói được gì. Kiểu hư này nhỉ. Kiểu hư chắc là ngon lắm. Bình lau lau mà. Đói. Đói ăn cái gì nó ngon mà. Chú cứ kiểu ngao lau thì mình cũng uống được thì uống được làm cái gì khổ người ra. Uống là như chú nó uống chứ. Uống hôm nay mai nghỉ cả ngày thì uống làm cái gì? Cho nó khổ thân ra. Thế con nên người không? Ừ. Ê, hôm nay được cua quá nhiều thật. Cua sướng nhỉ. Anh em ăn cua đi. Hôm nay anh em mình mang anh em ghé này trước. Nào. Nướng như kiểu bác Khánh làm ấy. Làm như nào? Cái chiên giòn. Chiên giòn. À, tưởng là làm như hôm đấy cũng một con anh em còn không ăn hết. Hôm mai mình đi tìm mình về làm một chả cua. Chả cua. Hay là mình làm cháo thì cháo cũng hay lắm. Thế nhiều cua lắm. Canh rau tùng tơi. Rau bồng tơi ấy. Rau lay. Hãy anh em mình làm ruốc cua cho em thơm nào nhá. Ăn ếch đi. Ếch này, ếch phở màu. Phở màu à? Ếch vinh con. Phở màu ăn đi. Đỡ hơn là không có. Hay là anh em mình làm cua nhảy được mà. Không. Yeah. Cua ruộng thì được nhưng mà cua đồi này họ bảo là nhiều sán nhất đấy. Sán gì người mình cũng có sán rồi. Do thế thì đúng. Người như mình xong có sán. Trời. Và nó có nhiều có ít thôi. Bác Bính nhở? Anh thì ngon nhở? Bác Bính công nhận không? Đúng lắm. Công nhận cho chú. Anh em ai mà cứ ăn nhiều mà không béo lên sán chắc quá. Cứ nói thẳng như chú luôn nhá. Không chú béo gì đúng không? Chú ăn cả đời chú chẳng béo đâu mà. Chắc là ăn cả đời đúng không? Chắc là sán đầy người của chú rồi á. Bây giờ chắc chú anh béo chắc lên cân ác rồi gì nhá. Lên gì? Nhìn chú tơ như thế chả lên cân à? Không. Chú đang thứ sáng.
để nó rắn nó mẻ khẻng ấy. Ừ. Giống Hàn Quốc á. Mình không thích béo thì không béo. Thanh niên mà. Nó lại thanh niên mà. Chú anh à, béo gì, béo toàn béo bệnh. Béo bệnh. Nổ hết người ra. Bệnh toàn bệnh hiểm nghèo, cả bệnh gan. Sợ nước cả về. Đúng rồi. Mấy cây quả đu lù kia bác anh bị luôn ăn hết. Các bác chém rõ càng quá. Em chả nói chém cái gì. Toàn ra bão rồi nhá. Ê bác Dũng hốc đi. Nhiều quá. Hốc mạnh vào đi, hốc mạnh vào đi. Ăn chứ. Cua hôm nay nhiều thế này. Cua ngon. Cua ăn ngon giòn nhỉ. Nếu mà tôi Dũng nấu một tí nữa để nó cạn nước một tí thì ngon lắm. Thế à? Các bạn các ông không chịu được. Không. Ngao lẩu như thế chịu ngao gì, cạn gần 1 giờ 2 giờ rồi. Không ăn thì điểm gì. Thế để ăn tối à? Để nó chín thêm một tí nữa cho anh bảo để nó nhừ ấy. Cua để nó nhừ ra ấy. Ừ rồi. Mình lại đúng không? Cua nhừ ăn ngon lắm đúng không ạ? Cua này nấu mình anh em ấy. Nhừ đấy mình ấy. Hôm nay mình chơi. Hôm nào các anh nuôi nuôi áp suất. Nhạc cua hôm về Ninh. Làm cua nhừ, con cua nhừ quá. Nóng ác đây. Nóng rồi, ác đúng không? Ừ. Sợ. Này bùi lắm. Cái này bùi không? Bùi lắm. Như bắt trứng á. Chưa ăn bao giờ chưa biết đúng không? Trứng nó trứng nó mùi ác nhỉ. Cái trứng của nó thật bác cả. Ngon mà. Bác có dối lừa đâu. Đúng con cua này. Đúng rồi. Bác Khánh nói dối anh em bao giờ đâu đúng không? Chẳng qua là mưa không lên được thế thôi. Mưa quá ở thì nhà nắng buổi sáng ấy. Phọc phọc mình trả lời không kịp. Mình biết chứ gì. Nhắn tin mạnh ác ở nhà bác Khánh như kiểu đúng rồi ấy. Mình trời mưa tại trời mưa mà mưa to như thế đúng không mình sợ gì bây giờ khá chắc nhất rồi để một tối là tối chốt hơn vài này là nóng quá bây giờ chúng ta chơi thịt ở đây hiện trên cấp bốn chưa loại thế này con này có khả năng con cho anh được sao mùi mùi tay cho anh à không thấy cắm kiếm vào ngực nó cắm kiếm vào bụng nó cả cái giò mình to quá mang đi nó ngứa cái trên nó bò ra chứ nóng quá mà chứ đúng không kiếm kiếm mà chứ vẫn tôi đúng ăn cho mới sướng sướng không ạ bùi lắm không sướng ăn làm gì đúng không sướng à sướng chứ không sướng thì anh em mình ăn làm gì không phồn đi làm cái gì ngon chưa muốn ăn rót phồn đi cho làm miếng to đi mình nhớ ăn dễ thế mình bỏ cái mai nó ra, yếm nó ra. Chơi mày, toàn hàng mai phải bỏ chứ. Mình muốn chơi thì không được đâu. Muốn ăn vào nè. Ăn mai xuống. Này ăn kia luôn. Không chảy lắm. Chơi mình luôn á. Vớ mồm đấy. Thảm lương thư kia luôn, chơi luôn đấy. Không có vớ quả trứng nào đâu, đòi ăn cùng. Có giúp được người ta quả trứng nào đâu mà đòi đi ăn cùng vợ người ta. Cười. Thôi anh em đây này. Ăn chứ. Ăn chứ. Có người ăn rồi. Nói mới em. Ăn ai còn quả mát của nó. Bác Khánh hôm nay căng thế nhờ. Vẫn rất tình rượu à. Bác Khánh nổ. Nổ ít thôi để nghe bọn nổ chứ. Hôm qua bác Khánh đi nổ địa chỉ ở Trường Heo đúng không? Có người ăn rồi có mất gì đâu. Lắm. Nhưng mà bây giờ mất ác rồi. Bây giờ mới mất đúng không? Mất dần đúng không? Ừ, còn lắm. Đi đây bác Vinh. Được rồi. Có ác. Được ác không? Cuộc sống thì phải có cái này cái kia ấy. Ngập mồm nhỉ, ăn cua hôm nay. Ăn thừa ra cơ mà. Cua trứng. Chân nó nhiều thịt. Chân nó có dài không bác Vinh? Giòn. Không dài đâu chứ. Dài gì? Giòn thôi. Lá cái hàm mỏ. Có ăn no chưa? Chưa. Ăn đi. Anh em ăn bình thường mà. Cua là món sở trường của anh em mình chứ. Trước kia chú còn ăn nhảy mà các bạn. Cua nhảy đúng không? Ừ. Đấy, ăn các bạn như thế này ăn nó đủ người. Ăn tiết kiệm như các chú thì lúc nào nó chẳng thừa ra. Thừa làm gì đúng không? Rơi ra bọn họ. Của thừa nó có ai ăn đâu. Cái thời mà chưa có đửa ấy, chú ăn toàn ăn nhảy đúng không? Bây giờ có đửa rồi, toàn ăn sống. Chán cho anh nhỉ? Thế nó sinh ra lửa hơi phí nhỉ? Hồi trước chú ăn toàn ăn sống thật nhỉ?
Nó bây giờ nếu mà ăn mình ăn chín ấy, bờ điện bờ ga bờ cùi tốn tiền đúng không? Ừ. Thằng nhà. Nó sống ngàn hơn. Thế chú tính bài tiết kiệm cái gì? Ừ.